chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết đêm nay và ngày mai ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, riêng vùng núi trời rét hại. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết, không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ còn kéo dài nhiều ngày. Theo đó, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường vào ngày 19 tháng 12 và 21 đến 22 tháng 12, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong các đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Bên cạnh đó, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định, nhiễu động gió đông trên cao suy yếu dần trên khu vực Nam Bộ. Trên biển Nam Bộ, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Do vậy, từ đêm nay đến ngày mai, cần đề phòng thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn. Trong cơn dông, cần đề phòng sét, gió giật mạnh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 18 tháng 12, trời se lạnh, không khí trong lành dễ chịu, người dân phải mặc thêm áo, đặc biệt là trẻ em được phụ huynh che chắn cẩn thận. Tuy nhiên, đêm nay và ngày mai, vùng phía Bắc và Đông Bắc gồm các huyện Củ Chi, Hóc Môn, thành phố Thủ Đức và khu vực trung tâm thành phố, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, do ảnh hưởng của bão Dilawat đang di chuyển nhanh vào Biển Đông, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9. Ngày và đêm 19 tháng 12, khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển phía Tây và phía Đông Bắc của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8, sóng biển cao 3-5 mét. Riêng vịnh Bắc Bộ, từ 2-3,5 mét, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, sóng biển cao 2,5 đến 4,5 mét, biển động. Từ đêm ngày 19 tháng 12, gió mạnh dần. Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm, vùng núi cao trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ C, khu Tây Bắc 24 đến 27 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 15 đến 18 độ C, phía Nam từ 18 đến 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 19 đến 21 độ C, phía Nam từ 21 đến 24 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng, Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, miền Đông có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 26 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi.
Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.